giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời, ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Trong tay hạ
hai bên, đàn gái đàn trai chúc mừng dâu rể bạc đầu trăm năm. Ông tơ ở cao cao cao, bà Nguyệt ở xa xa xa. Tơ hồng sậu làm biết là muốn mua để thế. Lớn đóng người lửa để ra nãy ra tạo tình hơn. Dạo nhà. Từ hôm nay mọi nhà ra chơi tới và xin đẹp nhập ra. Bây giờ mình để hai họ. Tình duyên đôi ta thương nhau đã bao năm qua, ta thầm mơ ước ngày lên sẽ qua. Thương em nớt na xinh xinh, thương anh biết lo tương lai. Tơ hồng sẽ nối tình duyên đôi ta, khi mai khoe sắc đón xuân là ngày hai đứa đẹp duyên bên nhau. Kìa xem đôi cánh bướm vàng, bướm vàng nó đậu cành hoa mai vàng nở mừng xuân sang, là ngày anh đến rước dâu về làng. Ông tơ sẽ nối duyên mình, duyên tình tươi thắm thắm như chi hồng. Chi hồng theo phụng theo lông, theo màu áo cưới thắm duyên. Ông tơ ông xe duyên ta, bà Nguyệt cũng khen hay hay. Khi nhìn đám cưới mình tại trong tay, hai bên đàn gái đàn trai chúc mừng dâu rể bạc đầu trăm năm. Ngày 8 tháng 8 dương lịch năm 2000 và nhằm ngày 19 tháng 6 âm lịch năm Canh Tí. Hôm nay hai bên tham gia trao đổi hợp đồng để chọn ngày này tháng tốt để định lễ trăm năm cho con. Hôm nay họ nhà trai tôi mang những quà đến xin kính trình tán lễ. Một khai lễ, hai khai từ đường trong khai từ đường phố Bê Tông. Thứ ba mâm đầu ủ hương, thứ tư kèm theo sáu món quà này gồm có rượu và bánh trái để cúng cụ người mới nhà gái, để nhà gái tôi xin với lại đến hôn đó. Tôi nhặt hai cái giò nó yếu chứ cái miệng chưa có yếu nè. Đâu mà đây có ngày họ kính thưa quý quan khách, bạn bè, thân hữu. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 âm lịch năm Canh Tí, cũng nhằm ngày 8 tháng 8 năm 2020 rồi. Với sự thống nhất của đôi bên, hai nhà trai đến để trình lễ tức là lễ nói. Trong cái phần lễ nói gồm có hai phần, phần thứ nhất là nam của ông có đem đến một số lễ vật cúng gia tiên trong đó là sáu mâm trà rượu bánh và các không những gái nhân dân. Để tôi xin được đại diện của nội nhà gái để nhận phần lễ này dân chúng bảo vệ mình thân.
Đây này, sau khi bức tư lộ cái phần lễ xong xin mời hai bà xui đứng lên cô mở đồ mâm đó, xin mời hai. Được yêu em và được em yêu, còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động. Em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành. Ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Trân trọng kính mời quý vị ăn quà. Bà con có ông bà, cháu để mình đâu? Rồi dạ, bà con lại đây. À, ngon lành nè. À, gãy ngon lành gãy. À, rồi cảm ơn. Cô dạ, với dạ. Bác em. Cô bác. Bà Út với bà Tư đừng có tới tôi rồi. Rồi ha. Rồi.
Rồi mai nhận rượu luôn á. Uống ném mồi luôn á. Cạn ly luôn càng hay hả? Rồi cảm ơn. Rồi kế đây, chủ hôn, tình lễ, tiếp tục theo phần 2. Đính hôn là vàng là một tay mốt kèm theo chở nó nhận đính hôn. Thứ hai là về phần tiền nói mình nói tiền chợ đi, tiền chợ là hai lễ là 30 triệu là để tiếp trợ bên nhà gái để mua sắm gì gì trong hai lễ đó là 30 triệu là hết. Cái dĩa hai nó có cái dĩa thôi. Ông để chút con làm cho bây giờ cái giỏ nắp trình đi. Không phải không nhắc cái câu con hổng rồi á. Cái này bây giờ để bên đây để cho đàng hoàng cái chú với ông này chụp lên. Là con xin phép tôi đứng dậy gọi tôi vô đây là chào hỏi. Ông sắp chụp hình đi rồi. Thấy ông cười vui vẻ rồi
còn hai mà xin tôi dễ đâu ra cáo được gì là tôi muốn đi tới đâu á con anh rồi tôi vui vẻ làm một tháng rồi bây giờ cô giao chú rể lên đợi lên chụp bộ hình rồi thôi ngồi xuống đứng ngay đó nha đẹp đẹp đợi ngay đó đẹp lấy bộ hình nguyên vậy mình nào lớn tuổi rồi cái gì khó nhưng mà tập mạnh cái gì này rồi vậy đi đi cảm ơn nhiều rồi vậy là giờ cái phần lưu niệm xu gia nữa sao rồi cô dâu rải là rải nha thôi cái gia đi dạ dạ chuẩn bị đi chúng tôi cũng đã thống nhất chọn hôm nay là ngày lành tháng tốt
làm lễ du quy cho cô dâu Trương Thị Vĩnh Hồng, sánh duyên cùng chú rể Nguyễn Văn Thuận. Vì vậy cũng có ngoài lời mời đến toàn thể với vị quan khách gần xa, và cũng rất cảm ơn với vị quan khách đã nhín chút thời gian quý báu để đến đây chung vui cùng với gia đình và để chúc phúc cho đôi bạn trẻ được trăm năm hạnh phúc. Một lần nữa Ngọc Thơ không quên gửi lời chào, lời chúc đến toàn thể với vị quan khách nơi đây, một lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao mà tạo quá đã an bài dành cho mọi con người chúng ta trong ngày vui, ngày hạnh phúc nhất của đời mình. Quý vị ơi, một người ta có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Bậc làm cha làm mẹ ai chẳng mong con mình trai lớn lên dựng vợ, gái lớn lên gả chồng cho yên bề gia thất. Và hôm nay đôi bạn trẻ của chúng ta đã có được niềm vui, niềm hạnh phúc nhất trong đời của mình thì không thể nào quên được công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ hai bên. Vì vậy ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị ông bà năm nữ chủ hôn trong bữa tiệc ngày hôm nay. Trước mắt thì Ngọc Thơ nhận thấy có mẹ của cô dâu và mẹ của chú rể. Xin được trân trọng kính mời bà Trần Thị Ngọc Nghe và bà Nguyễn Thị Lợi cùng tiến về sân lễ. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Còn son em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Ngày lễ du quy hôm nay cũng đã chứng minh được tình yêu đó, nguyện ước đó đã sự thật đến với đôi bạn trẻ của chúng ta. Quý vị thân yêu ơi, hãy hướng mắt về sân khấu chúng tôi cùng cô dâu xinh xắn dễ thương Vĩnh Hồng, tay trong tay cùng tiến về lễ đài hạnh phúc. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Chàng ơi, cho tiếp theo cùng bên chàng có thiết có thiên đường tình yêu. Chú thưởng thức chương trình văn nghệ thật là vui và có thể được bình an thượng lộ cũng như gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Mời hai bên tham gia, chúng ta hãy cùng nhau tiến tới một bước, dành cho nhau một cái bắt tay để kết chặt tình tham gia kể từ đây về sau. Xin mời nhiếp ảnh gia hãy lưu lại những tấm ảnh đẹp nhất trong ngày vui hôm nay. Kính thưa con, đây được nói liền thì ngay sau đây xin mời chú rể Văn Thuận và cô dâu Vĩnh Hồng cùng tiến tới tháp rượu tình yêu bật mắt hương vị tình yêu ngọt ngào trong cuộc sống. Cô dâu đi. Trên tay. Như vậy đại gia đình xin được mời văn viên hay họ cùng toàn thể quý vị quan khách, chúng ta hãy
cùng nhau rất thật đầy, dơ thật cao, uống thật cạn sau 3 tiếng đêm của cà phê để chúc phúc cho đôi bạn trẻ được trăm năm hạnh phúc được không ạ? Lên chúng ta đó ạ. 1, 2, 3 ngay sau đây Ngọc Thơ Kinh xin mời hai bà xui hãy cùng bắt tay với nhau trở lại bàn tiệc để tiếp những vị khách quý của mình. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, bánh cưới là biểu tượng của Thượng Đế đã an bài dành cho mọi con người chúng ta trong ngày vui, ngày hạnh phúc nhất của đời mình. Vì vậy ngay sau đây chú rể Phan Thượng ơi và cô dâu Vĩnh Hồng ơi hãy cùng tiến tới chiếc bánh tình yêu và cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trên bánh tình yêu của mình. Trong ngày cưới hôm nay, ngày vui nhất đời này. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện. Ta chúc mừng. Quý vị thân mến ơi, trong ngày vui hôm nay cô dâu chúng tôi sẽ mạnh dạn mà thỏa thẻ với chú rể một câu rằng như thế này: giờ đã được sống chung mà không biết em muốn anh hôn em cái chỗ nào, hôn vào đâu, hôn vào chỗ nào sẽ là hạnh phúc mỹ mãn cho đôi bạn trẻ này đây ạ. Trước khi hôn vào đâu thì cho phép hỏi chú rể một câu nha, từ lúc quen tìm hiểu cho đi đến ngày lễ du quy hôm nay, chú rể có hôn cô dâu Vĩnh Hồng của chúng tôi lần nào chưa ạ? Trả lời thật lòng nha. Hôn nhiều luôn chứ. Mất. Cho nên là cô dâu cứ yên tâm mà sống bên cạnh chú rể. Chú rể không bao giờ biết giả dối cô dâu dù chỉ nửa lời. Hôn rồi mà chắc có lẽ là hôn chỗ không có người, chưa ai thấy. Trước sự chứng kiến của văn viên hay họ, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách thì chú rể hãy dành một nụ hôn. Đây cô dâu sẽ chọn một cách hôn như thế này: em muốn anh hôn môi em, cho môi em thắm, cho má em hồng, cho lòng anh ngơ ngẩn. 3 tiếng đếm nha. Bắt đầu. 1, 2 cảm ơn cô dâu và chú rể đã phối hợp cùng với MC Ngọc Thơ và chúng tôi. Không làm mất thời gian, quý vị xin được trả cô dâu và chú rể sẽ trả lại vòng tay yêu thương của toàn thể quý vị để chụp những quay hình để làm kỷ niệm. Chú rể cô dâu Hồng thích quay chú rể không? Đây. Hai ba. Với chương trình ban nhạc. Mời vị thưởng thức. Rồi đi tới luôn, đi tới luôn. Đẹp không? Hai ba. Đầu năm hoa lá xôn xao nợ như đón chào, chào. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngọ lời làm nên dai ngâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vượng số lắm con. Muốn cho vun tròn nhờ anh môi giới môi mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi ta bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Ông là lớn chưa thằng? Hai đứa đây,
ông đứng đâu ông đứng em ngài có xử lý có xử lý đi lẻ một bên rồi ngồi dưới kia ngồi dưới kia ngồi dưới đây nè chú bé cầm đi rồi quay lại đi quay lại cưới sẽ vui nghèo thì đại khai thế thôi thế gian anh cười đầu năm lắm cưới cuối năm thêm người hoa lá xôn xao nở như đón chào nhưng anh tin đoán năm nay duyên nợ thế nào vẫn nghèo chẳng dám hướng cao chỉ cần tình nghĩa với nhau nếu ai tầm đầu ngọ lời làm nên dài ngâu 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi cặp chồng hiền đức dễ trong năm hạnh phúc được không trong năm hạnh phúc còn gì nữa ai mà không nữa mà phải không nếu mà 100 bây giờ chạy 100 mấy á phát tài luôn mời 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 nâng lên luôn rồi mời mời nâng lên luôn hạ tay xuống đây cho trao quá hạ tay xuống đây rồi rồi hạ lên qua đây nâng lên rồi giữ luôn nha chỗ này nè chú bóp nghe rồi trao chứ chứ qua luôn chứ qua luôn rồi đó hạ tay xuống nha rồi hai phát rồi vậy là thấy đẹp rồi đó cảm ơn nhiều ha chúc mừng năm mới chạy theo lũ bạn thiền từng chiều giống chơi tháng ngày vu vơ câu ca em đâu nghĩ gì một ngày đẹp trời nắng đã lên cao đôi ta bên nhau biết yêu khi nào với cánh diều ngày ấy mang bao
Thank you.
vì anh nghèo đâu khi yêu người ta hay mơ, mà anh thấy lòng mình sao ấm áp. Ngày xưa gặp em anh đâu hề nhớ mong, mà sao giờ đây anh không thể quên em. Này người yêu hỡi, em có muốn đi cùng với anh, đi đến nơi đâu sẽ chỉ có riêng hai đứa mình. Thật lòng này chẳng nghĩ yêu em đến như vậy, anh không thể nào xa. Sương khuya còn thương dần trắng lạnh,
ngọn gió thu gầy heo lá trên cành, qua năm cánh chuyện trò em thấu hiểu, chị cũng an tâm theo chồng về làm dâu. Chị rồi mấy người cứ xung quanh cứ ngồi tự nhiên như rồi ha. Rồi, rồi xin mời uống rượu lễ luôn. Đúng rồi đó, quá đẹp luôn. Rồi bây giờ cái lại gì sáng đây chút là không biết luôn. Bây giờ mình đưa tiếp tục đó, xin nghỉ góc đi nữa đi. Dương Nam cầm ly đó trước đi Nam. Rồi giờ đưa cho Dương Nam đi, rồi cầm ly đưa Dương Nam chụp luôn. Rồi Vịnh Dương ha, Vịnh ở dưới đây rồi, Vịnh hai tay Vịnh Vịnh này đi, mời mẹ cứ ngồi vậy nha. Rồi Dương Nam ơi, ha. Rồi. Rồi bắt ném cái rồi cầm ly đưa cho người kế bên là kêu bạn gì? Chị Hai. Nhai góp lại cái đưa cho cô Nam Dương Nam trước đi. Chị Hai, chị Hai có anh Hai không chị Hai? Chị Hai ơi, có anh Hai không chị Hai? Mời vô ngồi kế chị Hai đi. Anh Hai có anh Hai. Chị Hai, vô ngồi đi. Nè, tao đúng không mày? Nó đại diện anh hai của này. Nè, của anh hai, của con. Rồi, xong rồi, xong rồi. 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 Rồi, xong anh đứng cái bên này anh chờ cho này đứng gì đây này em chụp cái này để tại cái này anh đứng cái anh cứ đứng cái này gì luôn đi à cái cứ đứng gì đi cho anh có tinh thần ra đây ha hai ba rồi cảm ơn hai gì được rồi có mặt thành tất gì được rồi cái là bây giờ vậy nè, để em bị ở đây là phải anh dẫn mình rồi sát đi, rồi sát đi, rồi cô dâu sát đi cô dâu, sát đi, cô dâu sát đi cô dâu, sát đi một đám ra một thêm cái nữa rồi giữ cái tay luôn nha hai, đúng rồi có là nè, rồi nữa ghi thì nữa bổ sung sao rồi, rồi rồi ngồi xuống đi cô dâu, rồi cô dâu, rồi bây giờ tới cái phần chị gì là đại diện đi. Chị ba có ba không? Bắt lại. Anh Hằng ơi, nằm đâu quay đây, quay chơi quay ba nè, quay nè. Không gì đi. Cứ mở mắt to chụp hình cho đẹp đi, cứ mở mắt to ra, tự nhiên đi. Mở mắt to ra. Rồi ha. Rồi nhận rượu luôn. Uống luôn.
Rồi cô dâu lại để đây. Rồi sáng sáng đi. Sáng đi, một sáng. Rồi cô dâu lại cầm cái nhang nó cắm lại ngay chỗ bàn kia, chỗ bàn thờ, bàn cái dập trong đêm pháo hoa ta mê say thiết tha thế gian nhạt nhòa gió đưa tình yêu đi phương xa ta hồn nhiên như lá hoa ước mơ cùng phiêu lãng khắp gian hà một đời ta vui trong trời mây không lìa xa nhau phút giây sống trong men đắm say tình yêu đến như mơ cho lòng ta biết nhung nhớ tình yêu đến lấp kín trái tim hững hờ mình bên nhau như thơ ngập lòng hạnh phúc vô bờ coi tình như